Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 14 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã di chuyển lên đường đi đến vùng đất Đế Nguyên Châu. Trở lại với 5 người áo đen đã di chuyển vào dãy núi Thiên Ma tìm Tiêu Viêm. Chuyển sang tập 15 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ chạy đi đến một ngọn núi sâu bên trong núi Thiên Ma. Tiêu Kỳ nói chuyện với Tiêu Viêm, chỉ cần vượt qua được dãy núi này là đặt chân đến địa phận Đế Nguyên Châu. Sau đó hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã lên đỉnh núi của núi. Tiêu Viêm dùng linh hồn nhìn bản đồ của Đấu Đế Đại Lục trong Tử Thần Hư Linh Tháp. Hắn quyết định với Tiêu Kỳ là hãy đi từ từ đến Đế Nguyên Châu. Khả năng ở chỗ này có một thành phố nho nhỏ. Tiêu Kỳ cho Tiêu Viêm nghe về chỗ cô và Tiêu Viêm đứng. Vị trí là núi Đế Mạch thuộc Đế Nguyên Châu. Chỉ cần di chuyển sẽ đến được ma đô của Đế Nguyên Châu. Lúc này Tiêu Viêm cảm nhận được 5 người áo đen đang di chuyển luôn theo Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã khởi hành di chuyển luôn. Và Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã đi lạc đến một khu rừng có rất nhiều sương mù. Tiêu Kỳ thảo luận với Tiêu Viêm, con đường sương mù hai người đi được mọi người gọi là ma vụ yêu sâm. Nên hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã di chuyển theo hướng nam. Chuyển đến cảnh 10 người ở bên trong rừng sương mù. 10 người ma tộc đang bị những con ma thú tấn công. Một thanh niên đang nói chuyện với một cô gái tiểu thư Thanh Mộc Nhi. Là con ma thú đấu đế năm sao sẽ không xuất hiện. Một tên thanh niên thanh hùng tay cầm hai đao khẳng định con ma thú đấu đế năm sao sẽ không xuất hiện đâu. Thanh hùng cầm hai thanh đao chặt chết một con ma thú. Em gái Thanh Mộc Nhi đấu đế năm sao tay cầm phóng lợn trường tiên giết ma thú. Trải qua một tiếng vật lộn, 10 người Thanh Mộc Nhi đã giết hết toàn bộ ma thú. Họ đã lấy được ma hạch của ma thú hấp thu luôn. 10 người Thanh Mộc Nhi vừa đặt bờ mông to của mình xuống nghỉ ngơi. Hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã đi lạc đến chỗ 10 người Mộc Thanh Nhi. 10 người Thanh Mộc Nhi phát hiện trên người Tiêu Viêm có huyết mạch ma tộc. Tiêu Viêm giải thích với 10 người Thanh Mộc Nhi không cần sợ. Khi hắn và Tiêu Kỳ vô tình lạc đường đi đến đây, Thanh Mộc Nhi hỏi chuyện Tiêu Viêm từ nơi đến khác. Nên Tiêu Viêm đã xin Thanh Mộc Nhi giúp hắn đi qua đám sương mù này. Thanh Hùng cầm hai đao không đồng ý cho hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đi cùng. Do thanh niên này không muốn hai người Tiêu Viêm làm vướng chân vướng tay bọn họ. Khi 10 người Thanh Mộc Nhi đang có nhiệm vụ đi giết ma thú đấu đế năm sao. Tuy nhiên Thanh Mộc Nhi xin tên tuổi Tiêu Viêm đến từ chi nhánh nào của ma tộc. Tiêu Viêm giới thiệu tên của hắn là Nham Kiêu. Còn em gái đi cùng hắn là Tiêu Kỳ. Nhưng Tiêu Viêm không trả lời hắn thuộc chi nhánh nào của ma tộc. Thì Thanh Mộc Nhi giới thiệu với Tiêu Viêm. Cô là Thanh Mộc Nhi chi nhánh một ma tộc huyết ma bộ tộc. Tất nhiên Tiêu Viêm chưa tin 10 người Thanh Mộc Nhi là người huyết ma bộ tộc. Thanh Mộc Nhi đưa ra bằng chứng. Huyết ma bộ tộc mới dám đi đến khu rừng sương mù này. Do đó Tiêu Viêm thấy em gái Thanh Mộc Nhi xinh và ngon. Hắn rủ em gái Thanh Mộc Nhi đi ra chỗ có hai người tâm sự. Thanh Hùng đã xin em gái Thanh Mộc Nhi đừng ra nói chuyện riêng với Tiêu Viêm. Khi thằng Tiêu Viêm có thể làm thịt cô. Tuy nhiên Thanh Mộc Nhi và Tiêu Viêm đã di chuyển đến một bãi đất nói chuyện. Thanh Mộc Nhi hỏi lại Tiêu Viêm thuộc chi nhánh nào của ma tộc, nhưng Tiêu Viêm không trả lời được. Hắn chỉ xin Thanh Mộc Nhi cho hắn gặp tộc trưởng của huyết ma bộ tộc. Thanh Mộc Nhi cho Tiêu Viêm có chuyện gì cứ nói với cô, khi cô chính là em gái của tộc trưởng. Tất nhiên Tiêu Viêm không kể chuyện gì hết cho Thanh Mộc Nhi. Hắn vẫn xin gặp tộc trưởng ma tộc. Thanh Mộc Nhi không cho Tiêu Viêm gặp anh trai tộc trưởng của mình, do Tiêu Viêm có thể ra tay ám sát tộc trưởng. Vì vậy Tiêu Viêm xin Thanh Mộc Nhi hãy chuyển lại ba chữ này cho tộc trưởng ma tộc là Thanh Huyền Thiên. Tộc trưởng ma tộc nghe được ba từ này sẽ muốn gặp hắn. Do đó Thanh Mộc Nhi đã di chuyển định đánh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nói tiếp với Thanh Mộc Nhi. Tiêu Viêm hắn đấu đế 2 sao không đánh được Thanh Mộc Nhi đấu đế 5 sao. Chỉ cần Thanh Mộc Nhi cho tộc trưởng ma tộc nghe ba từ Thanh Huyền Thiên. Nếu tộc trưởng ma tộc không gặp hắn, Tiêu Viêm cho Thanh Mộc Nhi giết hắn sau cũng chưa muộn. Nên Thanh Mộc Nhi nghe Tiêu Viêm nói cũng đúng. Cô đã dừng tay không giết Tiêu Viêm nữa. Mà cô cùng Tiêu Viêm trở lại chỗ 10 người ma tộc và Tiêu Kỳ. Chuyển đến buổi tối, một con ma thú tinh đỉnh vân đấu đế 5 sao và một số ma thú đã vây đánh đám người Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi hạ lệnh Thanh Hùng cầm hai đao bảo vệ chỗ này đừng cho hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ trốn mất. Còn cô sẽ đi giao chiến với con ma thú đấu đế 5 sao. Lúc này con ma thú tinh đỉnh vân đã hoa ra một tiếng sóng âm linh hồn. Thanh Mộc Nhi từ tay tạo ra một linh hồn đánh nát tiếng sóng âm linh hồn. Rất nhiều ma thú đã vây 10 người ma tộc kèm theo Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ. Đám người ma tộc đều từ đấu đế 4 sao trở lên đã chém giết rất nhiều ma thú. Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ ngồi xem cảnh chém nhau giết ma thú. Tiêu Viêm cho ra linh hồn giữa một số con ma thú đang bị thương.
hắn sử dụng đấu kỹ bát cực băng là dùng hai tay đấm vào một con ma thú nát bét cơ thể. Một viên ma hạch đã xuất hiện. Tiêu Viêm hấp thu viên ma hạch bên trong có nguyên khí luôn. Nhưng Tiêu Kỳ vẫn không phát hiện ra Tiêu Viêm có khả năng hấp thu ma hạch do trời tối và sương mù. Trở lại với em gái Thanh Mộc Nhi và ma thú Tinh Đỉnh Vân đang giao chiến. Tinh Đỉnh Vân đã bay đến tạo ra sóng xung kích đánh vào Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi trên tay cầm phóng lợn chọc ra một luồng đấu khí vào con ma thú. Vì vậy đã tạo ra một vụ nổ trên bầu trời. Lúc này Tinh Đỉnh Vân ma thú vẫn phi đến đánh Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi tay cầm phóng lợn trường tiên vụt một phát vào con ma thú đấu đế năm sao, khiến con ma thú đấu đế năm sao đã bay về phía sau chảy máu trên người. Do đó Thanh Mộc Nhi đã sử dụng đấu kỹ huyết tiên thứ, là cô đã vẽ ra một hình máu trên bầu trời. Sau đó Thanh Mộc Nhi tay cầm phóng lợn trường tiên phi đến chọc nát đầu con ma thú đấu đế năm sao. Thanh Mộc Nhi cất viên ma hạch cấp 5 vào chiếc nhẫn đeo trên tay, và Thanh Mộc Nhi cất lại thành phóng lợn trường tiên vào bụng mỡ của mình. Hiện tại các con ma thú khác đã quay đầu bỏ chạy. Thanh Hùng xin Thanh Mộc Nhi mau trở về ma tộc khi lấy được viên ma hạch cấp 5, nên Thanh Mộc Nhi quyết định đi về ma tộc và cho Thanh Hùng mang theo hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ cũng đi luôn. Trải qua 2 tiếng di chuyển, đám người Tiêu Viêm di chuyển đi đến một thành phố ma đô của huyết ma bộ tộc. Thanh Mộc Nhi ra lệnh cho Thanh Hùng dẫn hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ vào nhà nghỉ, nhưng Thanh Hùng hãy trông coi hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ. Vì vậy Tiêu Viêm xin Thanh Mộc Nhi hãy chuyển lại lời nói của hắn, chắc chắn tàu trưởng huyết ma bộ tộc sẽ tìm hắn ở nhà nghỉ này. Nên Thanh Mộc Nhi đi vào trong ma đô tìm tộc trưởng, còn Thanh Hùng đã dẫn hai người Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đi vào nhà nghỉ. Trở lại bên trong ma đô tại một ngôi nhà, một người chạy vào báo cáo với tàu trưởng Thanh Hạo Nhiên là họ phát hiện ra thanh niên Tiêu Viêm đấu đế một sao trung kỳ của Tiêu tộc đã đi vào khu di tích ma hoàng để lại. Họ đã phái 5 người áo đen ma tộc về bắt Tiêu Viêm, nhưng thanh niên Tiêu Viêm đã bắt xe khách lẩn trốn từ miền Bắc xuống miền Nam chạy mất. Nên tàu trưởng Thanh Hạo Nhiên hạ lệnh cho tên bẩm báo là cho toàn bộ ma tộc gián ảnh truy nã tìm Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên nhớ ra em gái Thanh Mộc Nhi đi đâu rồi không thấy. Tên thanh niên cho biết Thanh Mộc Nhi đã bỏ trốn ra ngoài. Do đó Thanh Hạo Nhiên cho biết em gái Thanh Mộc Nhi mà đi đến Đế Châu, em gái gặp nguy hiểm sẽ xử phạt đám người canh gác em gái Thanh Mộc Nhi. Đôi lúc này Thanh Mộc Nhi chạy vào gọi anh trai Thanh Hạo Nhiên là anh trai đang nói xấu sau lưng em gái. Nên Thanh Hạo Nhiên xin lỗi Thanh Mộc Nhi. Hắn không bao giờ chê em gái mình mập và xinh. Vì vậy tàu trưởng vẫn chưa hiểu sao em gái mình ngày thường rất đánh đá, hôm nay lại tự dưng ngoan như thế. Thì Thanh Mộc Nhi đã lấy viên ma hạch cấp 5 ra khoe cho anh trai, nên Thanh Hạo Nhiên không rõ em gái mình ăn trộm viên ma hạch cấp 5 ở đâu. Thanh Mộc Nhi cho biết cô giết con ma thú cấp 5 có được. Ngoài ra lần này cô đi đến ma vụ yêu có mang một người về, khiến Thanh Hạo Nhiên thấy em gái dẫn được một thằng con trai về. Thanh Mộc Nhi giới thiệu Tiêu Viêm Nham Kiêu đấu đế 2 sao vô tình đi lạc, và Tiêu Viêm Nham Kiêu muốn đi gặp anh trai tàu trưởng Thanh Hạo Nhiên, nhưng cô đã ngăn không cho Tiêu Viêm Nham Kiêu gặp, mà Thanh Mộc Nhi chuyển lại 3 chữ cho anh trai của mình, là Tiêu Viêm nhờ cô nói lại 3 chữ Thanh Huyền Thiên. Nên Thanh Hạo Nhiên quá giật mình dùng hai tay nắm chặt vai em gái, xin Thanh Mộc Nhi nói lại một lần nữa. Vì vậy Thanh Mộc Nhi cho biết là Thanh Huyền Nhiên, do đó Thanh Hạo Nhiên muốn đi gặp Tiêu Viêm luôn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.